Một bé gái 9 tuổi đã vô tình bắn chết huấn luyện viên bắn súng trong khi đang được dạy cách sử dụng súng tiểu liên hỏa lực mạnh tại một trường bắn ở bang Arizona của Mỹ. Báo chí Mỹ đưa tin vụ việc xảy ra vào hôm 25 tháng 8 khi huấn luyện viên đang hướng dẫn bé gái sử dụng súng tiểu liên Uzi tại trường bắn Last Stop ở Wahin. Khi bé gái khai hỏa ở lần bắn thứ hai thì một cú giật từ khẩu súng khiến cô bé bị mất kiểm soát. Huấn luyện viên Charles Fassa, 39 tuổi, đã bị bắn vào đầu và qua đời ngay sau khi được đưa bằng trực thăng tới một bệnh viện ở Las Vegas. Giới quan sát cho hay, việc các trẻ em được dạy cách sử dụng súng là điều bình thường tại một số nơi ở Mỹ. Nhiều trường bắn có các quy định an toàn chặt chẽ về việc hướng dẫn các trẻ em. Hiện chưa rõ quy định độ tuổi tại trường bắn Last Stop là bao nhiêu.